Thưa quý thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lào Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch nghị hội người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Thì cái vấn đề mà Trung Cộng mang cái giàn khoan mà HD-981 vào hải phận của Việt Nam, mà trong thềm lục địa Việt Nam mà họ nói thì là họ sẽ tìm kiếm dầu ở đó, thì cái việc làm của Trung Cộng ấy, thì chưa biết là cái mưu mô của họ như thế nào. Thế nhưng mà nội một cái việc mà mang cái giàn khoan đó thì đã gây một sự phẫn nộ của người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Ở bên Úc, người Úc gốc Việt cũng đã có những cuộc biểu tình rất lớn, rồi ở bên Canada gốc Việt cũng có những cuộc biểu tình rất lớn, ở bên Âu Châu cũng người Mỹ gốc Âu Châu, người Âu Châu gốc Việt ở nhiều nước cũng có những cuộc biểu tình, và đặc biệt ở bên Mỹ thì người Mỹ gốc Á hợp tác với người Mỹ gốc Việt thì cũng đã có những cuộc biểu tình lớn. Vậy thì trên nguyên tắc là một có những cái sự chuyện thay đổi đầu tiên, thì chúng tôi muốn xin giáo sư Bích cho biết ý kiến là bây giờ đó là Việt Cộng họ ở một cái thế rất là bối rối. Từ xưa đến nay họ chỉ nói là thì là tàu lạ mấy này, tàu lạ hút tàu Việt Nam, nhưng mà bây giờ đó thì họ đã có một tí can đảm mà họ dám nói là tàu của Trung Cộng, chứ còn không còn lạ gì nữa, mà biết rõ là tàu của Trung Cộng và còn đưa ra cả số đó. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là bây giờ họ bị ở thế kẹt, nên họ đã bám cả vào Việt Nam Cộng Hòa nữa để mà chống cự lại Trung Quốc, ít nhờ ra bằng ngôn ngữ. Thì bằng những cái lý luận của họ thì giáo sư nghĩ rằng cái sự thay đổi và họ bắt đầu họ níu kéo Việt Nam Cộng Hòa, thì giáo sư nghĩ sao về cái sự kiện đó? Dạ, lời đầu tiên tôi lại chào anh Ngô Đình Vận cũng như là quý thính giả của chương trình Nhân bản Đặc Việt. Thực sự thì cái vấn đề cái giàn khoan 981 của Trung Cộng nó vào trong vùng biển của Việt Nam ấy, thì nó đặt ra một cái thách thức mà tôi xin nói thẳng là không riêng gì đối với cái chính quyền Cộng sản ở Hà Nội, mà còn đối với cả cái cộng đồng người Việt hải ngoại. Nếu chúng ta còn yêu nước, nếu chúng ta còn quan tâm đến cái sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta đó, thì chính chúng ta cũng phải có những cái thái độ nào đó. Biểu tình là một thái độ, nhưng mà biểu tình thì nó không thuyết phục được người ta lắm ở một cái tòa án quốc tế chẳng hạn. Biểu tình thì nó không lấy được cái sự ủng hộ của các quốc gia lớn ở trên thế giới. Vì thế nên ở trong cộng đồng người Việt hải ngoại ấy, ngay từ ngày 11 tháng 5 đó, tức là chỉ có không đầy một tuần sau khi mà Trung Cộng nó thông báo rằng là nó đưa một giàn khoan cực lớn vào vùng biển của Việt Nam đó. Thế thì lúc bây giờ là một số 20 cái tổ chức lớn của người Việt hải ngoại, cả các tổ chức cộng đồng cũng như là các chính đảng lớn của người Việt hải ngoại đã ra một cái tuyên bố chung. Trong đó nói thế này, ngày 3 tháng 5 2014, chính quyền Bắc Kinh thông báo việc đưa một giàn khoan cực lớn mang tên Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Đây là một địa điểm nằm gọn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cách xa bờ biển Việt Nam, như được định nghĩa trong luật biển của Liên Hợp Quốc. Chính quyền Bắc Kinh còn cảnh cáo là các tàu ngoại quốc không nên đến gần giàn khoan trong vòng 3 hải lý. Bắc Kinh còn gửi 80 chiếc tàu đủ loại, trong đó có 7 tàu chiến, xuống để ngăn chặn không cho Việt Nam thực thi chủ quyền của mình trong vùng biển đó. Thì chính vì cái chuyện này đây, thành nó mới đâm ra nó lôi kéo những cái quốc gia khác. Tại vì rằng là không phải nó chỉ cấm Việt Nam đến gần, mà kể cả những cái tàu các quốc gia khác cũng không được quyền đến gần. Tất cả những hành động trên đã được đơn phương thực hiện nhằm tìm cách thực thi đường lưỡi bò chín vạch, đòi hơn 80% của Biển Đông, một sự đòi hỏi không hề được công nhận bởi Ủy ban Luật Biển của Liên Hợp Quốc và bị hầu hết thế giới coi là bất hợp pháp. Đây là một cái chuyện thứ hai mà quốc tế sẽ ở bên phe mình. Hành động của Trung Quốc được xem là khiêu khích và không giúp ích vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Đây là theo lời phát ngôn nhân Jen Psaki của Bộ Ngoại giao ngày 7 tháng 5.
nên dư luận ở Việt Nam cũng như trên thế giới đều phẫn nộ trước hành động bá quyền cướp biển này của Trung Quốc. Vâng, thế và bây giờ đó chúng tôi đã được giáo sư Bích cho biết về một số những cái hoạt động của cái cộng đồng người Việt. Cái này có phải là người Việt ở Hoa Kỳ hay là khắp nơi trên thế giới? Chủ yếu là Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có những cộng đồng ở các ở bên Âu Châu cũng như là ở bên Úc Châu, họ cũng tham gia vào trong cái này. Thành ra là ít nhiều nó phản ánh cái lập trường của người Việt hải ngoại một cách khá rộng rãi. Vâng, dạ thưa, thế thì để khai triển những cái điều mà giáo sư vừa cho tôi biết á, thì cái tiến trình của cái vấn đề việc tranh đấu này nó ra làm sao? Và ở trong đó cái vai trò lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa nó có những điểm nào mà nó sẽ giúp ích cho chúng ta để tranh đấu? Dạ vâng, thì thực sự dựa đến trên những cái nhận định trên này, chúng ta đòi hỏi là trước hết cực là lên án hành động của Trung Quốc, cái đó thì dễ hiểu rồi. Một bước đi nữa trong trò chơi nguy hiểm đùa giỡn với chiến tranh trong vùng. Thứ hai, chúng tôi đoàn kết với như hầu tuyệt đại đa số 90 triệu dân ở trong nước để đòi hỏi Trung Quốc phải tức khắc rút lui giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Thứ ba, đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải chấm dứt việc đàn áp và bắt giam những tiếng nói dân chủ, đặc biệt hãy trả tự do cho ngay lập tức cho những tù nhân lương tâm bị bắt giữ vì chính chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Thứ tư, chúng tôi hối thúc việc đem kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế, đặc biệt là tòa án quốc tế La Hay và tòa án quốc tế Hamburg về luật biển, để nhờ các tòa án này phân xử hành động xâm lăng của Trung Quốc đối với lãnh hải và biển đảo của Việt Nam. Sau đó cũng kêu gọi đoàn kết trong ASEAN các nước vân vân. Thế nhưng mà cái nó hay của cái này đó là cái rằng là những cái điều mà chúng ta đòi hỏi đây ấy, là những cái điều mà bây giờ chính Hà Nội cũng phải công nhận. Trước nhất đây là cái sự công nhận rằng là cái chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó thì không có thể nào mà có thể bảo vệ được bằng cái công hàm bắn nước của ông Phạm Văn Đồng vào năm 1958 được. Mà chính vì thế nên ngay từ tháng 11 năm 2011, ông Nguyễn Tân Dũng đã phải ngay ra trước Quốc hội của Cộng sản Việt Nam ở Ba Đình mà nói rất rõ ràng ba lần là chủ quyền cho quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về chính quyền Sài Gòn, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói ba lần cái chuyện đó chứ không phải là một lần. Thế xong sau đó đó thì rất nhiều người càng nói rằng là không có cách nào mà bảo vệ được cái chủ quyền của Việt Nam trên hai cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nếu không đi trở lại những cái hiệp định quốc tế mà đó đã ủng hộ cho cái chuyện đó. Thì chúng ta có những cái hiệp định quốc tế như thế nào? Từ năm 1885 chúng ta đã có hiệp định Pháp Thanh ký giữa Pháp và nhà Thanh, khi mà lúc bây giờ Trung Hoa phải công nhận cái chủ quyền của Pháp trên Việt Nam lúc bây giờ. Và trong cái đó thì kèm theo đó thì Hoàng Sa, Trường Sa nó thuộc về Việt Nam. Bằng chứng là năm 1937 Pháp đã dựng nên một cái hải đăng ở trên cái đảo Tato, cũng như là một cái đài khí tượng mà quốc tế đã dùng suốt từ năm 1937 cho đến bây giờ khi mà họ đi qua cái vùng biển đó. Đến năm 1951 thì ông Trần Văn Hữu đã ở tại hội nghị hòa bình ở San Francisco đã đòi chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam và cả thế giới lúc bây giờ công nhận. Đến năm 1954 hiệp ước đình chiến ở Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 chia Việt Nam ra thành hai phần, và phần từ vĩ tuyến thứ 17 trở xuống là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Đến hội nghị hòa bình Paris ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 cũng công nhận là Việt Nam Cộng Hòa có cái sự toàn vẹn lãnh thổ và tất cả các quốc gia trên thế giới phải tôn trọng cái sự toàn vẹn lãnh thổ đó, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Và đến ngày 2 tháng 3 năm 1973 thì cả thế giới 12 quốc gia với sự chứng kiến của Liên Hợp Quốc đã ký vào cái gọi là cái định ước quốc tế bảo đảm cái việc thực thi cái hòa đàm Paris, thì trong đó có cả Trung Cộng, Nga, Anh, Pháp, Mỹ v.v. ký vào đó tôn trọng cái sự toàn vẹn lãnh thổ của miền Nam.
Vậy thì chúng ta có ít nhất là 5 cái hiệp định quốc tế, và chính do những cái quốc gia đó họ ký vào, chứ không phải là chúng ta bắt buộc gì họ làm cái chuyện đó cả. Họ ký vào, họ tôn trọng hết cả cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà Trung Cộng đánh để là chiếm Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974 là họ vi phạm ngay cái lời cam kết của họ. Khi Hà Nội đánh để chiếm miền Nam vào năm 1975, chính họ sẽ bỏ cái hiệp định Paris và cái định ngữ quốc tế đó. Thế mà vì thế nên cái yếu tố Việt Nam Cộng Hòa nó trở thành một cái căn bản pháp lý rất là vững chắc. Thậm chí là tất cả các cái gọi là các cái người phát ngôn ở Hà Nội bây giờ đều đòi là phải trở lại cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Bích. Thì chúng tôi cũng khi giáo sư Bích nói về cái vấn đề mà Việt Cộng họ sử dụng những cái văn bản của Việt Nam Cộng Hòa mà giữ cái chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa, thì chúng tôi cũng nhớ lại là khoảng năm 1989 gì đó, thì khi lúc đó là cái thời Lê Duẩn, anh bạn của tôi là cùng làm, chúng tôi ở Việt Nam thì làm cho UPI, tức là truyền hình UPI, thì anh Trần Đại Minh lúc đó anh ấy làm ở Liên Hiệp Quốc và anh có phụ cho ông Peter Jennings của ABC đó. Thì từ đó anh Trần Đại Minh cho tôi biết rằng thì là Lê Duẩn, cái đám mà Bộ Ngoại giao của Lê Duẩn hồi đó đã sử dụng những cái việc mà những cái tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa để đưa ra trước Liên Hiệp Quốc để mà gọi là chứng minh rằng cái đó là của Việt Nam để chống Tàu ngay từ cái thời đó. Đúng thế. Vâng. Mà sở dĩ cái chuyện đó tôi biết lắm là tại vì giờ là tháng Giêng năm 1974 thì Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Thì mấy tháng sau đó, thực sự là vào tận cuối năm 1974, Bộ Ngoại giao Việt Nam, giống như là ông Tổng trưởng Vương Văn Bắc đã ra cái bạch thư về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Một cái bạch thư rất là giá trị, 159 trang gì đó. Và cho đến giờ phút này, thế tại sao tôi lại biết? Là tại vì cái phần mà nói về cái chủ quyền lịch sử của Việt Nam trên Hoàng Sa đó là phải dịch từ chữ Hán, lấy quyển Phủ Nguyên Tạp Lục của Lê Quý Đôn với các thầy quen. Thì lúc bây giờ chính bên Bộ Ngoại giao đã phải chạy tới tôi nhờ tôi dịch cái phần chữ Hán đó ra. Thế đến khi tôi dịch ra, đến khi tôi được xem những cái tài liệu mà của Việt Cộng sau này họ dùng để họ chống lại Trung Cộng đó, thì họ lấy nguyên con cái bản dịch của tôi. Thành ra là tôi biết rõ là ai là tác giả của cái phần đó. Vâng, giáo sư có để ý đến một cái tin mà chúng tôi cũng đọc từ lâu rồi mà cũng ghi nhận là nó một cái chuyện hết sức là quan trọng, là sau khi mà có cái trận hải chiến Hoàng Sa đó, Trung Cộng đánh Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, thì cái bọn Việt Cộng họ mới cảm ơn Trung Quốc đã đánh cho đánh giùm cho họ, nhưng mà Trung Cộng nó họ điếm đảng lắm, họ bảo chúng tôi đâu có đánh giùm anh đâu, chúng tôi đánh là đánh lấy của Việt Nam Cộng Hòa chứ không dính dáng gì các anh cả, tức là họ đã có âm mưu lấy và gạt thằng Bắc Việt ra ngoài. Đúng thế. Thì giáo sư thấy cái chuyện đó nó như thế nào, nó dạ, vâng, thì cái ảnh hưởng của nó như thế nào về vấn đề đó? Thực sự thế, trong một thời gian rất lâu Hà Nội họ không muốn công nhận cái vấn đề chủ quyền rõ ràng của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế nên họ phải dùng cái công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958, họ tìm cách họ giải thích một cách méo mó. Họ bảo rằng là cái đó là một cái nó một cái văn kiện hữu nghị, tại vì nó xảy ra trong thời gian chiến tranh, thành ra là do đó nên ông Phạm Văn Đồng không muốn đấy, thì tỏ cái tình hữu nghị với Trung Cộng, vì thế mới chấp nhận cái định nghĩa 12 hải lý của Trung Cộng. Ông Lưu Văn Lợi cho tôi nói nữa, có một người nữa là ông Lưu Văn Lợi, là ông là tay trái của ông Lê Đức Thọ ở Hoài Đàm Ba Lê. Ông viết nguyên một quyển sách, ông cũng tìm cách ông giải thích cái đó là lúc bây giờ là trong cái thời chiến tranh,
Thế chúng ta để cho một đồng minh của chúng ta tạm giữ cái đất đó, bởi vì rằng là sau đó thì chúng ta thế nào cũng sẽ thương lượng để mà lấy lại được cái đất đó. Nhưng mà giờ này thì thấy tất cả cái đó là cái chuyện nghĩa là phi lý, và chính Trung Cộng nó bác bỏ cái đó một cách rất là phũ phàng, thì bây giờ mới lại phải trở lại cái quan điểm là đây là chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa thì nó rất là vững vàng, tại vì không ai cãi được lại cái đó cả, tại vì tất cả những cái hiệp định đó là đều có tất cả các quốc gia trên thế giới ký vào. Thí dụ như là hiệp định San Francisco là 51 quốc gia ký vào, hiệp định định ước quốc tế Paris tháng 3 năm 1973 là 12 quốc gia ký vào với sự chứng kiến của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kurt Waldheim lúc bây giờ, vân 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 vân. Thầy không thể nào có ông mà chúng tôi không có ký chuyện đó được. Vâng, dạ thưa, thì cũng trong cái thời gian mà Lê Duẩn đó, là gây lộn với Trung Quốc đó, thì chính anh Trần Đại Minh á, anh ấy là người mà gửi cho chúng tôi là cái báo Chính Văn á, là cái vụ mà cái văn bản của Phạm Văn Đồng bán nước á, thì anh Trần Đại Minh ấy còn anh ấy lấy từ tài liệu của Liên Hợp Quốc anh ấy gửi cho tôi, và tôi có đăng ngay trên báo Chính Văn. Sau đó anh Trần Đại Minh ấy còn gửi cho tôi là ngoại cái văn bản mà chỉ có bằng lời của Phạm Văn Đồng như vậy, Trung Cộng nó còn kèm theo một cái bản đồ của nó có Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Không, nó cái định nghĩa của nó cái bây giờ cái bản của ông Phạm Văn Đồng là viết ra 10 ngày sau khi Quốc vụ viện của Trung Cộng vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 1958 nó làm ra một cái bản, nó định nghĩa thế nào là cái 12 hải lý của nó. Thế trong cái định nghĩa đó thì cái đoạn thứ hai nó nói rất rõ ràng, trong cái định nghĩa này chúng tôi gồm có Tây Sa, tức là sau này nó tức là Hoàng Sa của mình nó gọi là Tây Sa, rồi thì nó có Trung Sa và nó có Nam Sa. Thế thì nó định nghĩa rất là rõ ràng, mà khi mình lại bảo rằng là chúng tôi chấp nhận cái định nghĩa của ông mà lại bảo rằng tôi không định nói đến Hoàng Sa Trường Sa thì thật là vô lý, không có cách nào mà có thể nói ngược đời như vậy được. Vậy thì những cái mà trình bày của giáo sư đó thì giáo sư nghĩ rằng thì là cái công việc mà chúng ta hợp tác với tất cả dân Việt ở khắp nơi trên thế giới để mà tranh đấu về cái mặt pháp lý, về cái mặt công pháp quốc tế, về cái phương diện luật biển ấy, thì giáo sư có nghĩ rằng thì mình có một cái chút hy vọng nào để mà ngăn cản được cái sự xâm lược của Trung Cộng hay không? Tôi nghĩ rằng là nó có chứ, nó có là tại sao? Là tại vì những cái bằng chứng của chúng ta có, nó là những cái hiệp định quốc tế, nó nằm ở trong hồ sơ của Liên Hợp Quốc, nó nằm ở trong những cái hồ sơ của những hiệp định quốc tế suốt từ năm 1885 cho đến bây giờ, không ai có thể phủ nhận được cái hiệp định đó cả. Thế mà khi mà các anh không phủ nhận được cái hiệp định đó, thì bây giờ các anh phải giải thích làm sao, tại sao tôi xé bỏ những cái hiệp định đó. Thế thì đứng về mặt mà gọi là pháp lý ấy, thì không có anh nào có thể cãi ngược được lại cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên cái quần đảo đó. Chỉ có mỗi một cái điểm thì người ta bảo nhưng mà chiều Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đâu còn nữa. Okay, không còn cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đó. Thế thì bây giờ tính làm sao? Thực sự cái đó là cái những người đó chưa có thuộc cái luật quốc tế. Cái luật quốc tế nó nói ở trong cái gọi là cái Hiến chương Liên Hợp Quốc ấy, có điều 73 và điều 76 cho phép một nước đã bị xâm lược hay bị đô hộ vẫn được quyền công bố về thềm lục địa, lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mình. Vâng, thế thì, Thế thì tức là bây giờ cứ coi như là Việt Nam Cộng Hòa bây giờ là một cái nước đang bị đô hộ, đang bị ngoại quốc xâm chiếm, nhưng mà tôi vẫn không có mất cái quyền công bố về thềm lục địa, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mình. Thứ hai, cố Thủ tướng Nguyễn Ba Cẩn đại diện cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng trước khi Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm vào năm 1975 đã đệ nạp hồ sơ thềm lục địa của Việt Nam Cộng Hòa lên Ủy ban định danh thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 2009. Và sau đó chính cái ủy ban này đã trả lời bằng thư chính thức của Liên Hợp Quốc cho Thủ tướng Nguyễn Ba Cẩn là chúng tôi đã nhận được cái hồ sơ của ông. Vậy thì bây giờ nó chỉ đặt lại cái vấn đề rằng là bây giờ ai, bây giờ cố Thủ tướng Nguyễn Ba Cẩn mất rồi thì ai có quyền nói lên
thay cho cái Việt Nam Cộng Hòa. Thì thực sự nó có nhiều cách trả lời, hoặc là một cái chính quyền nào nó tiếp nối cái việc làm của Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn, hoặc là cũng không cần, chỉ cần là một số công dân của Việt Nam Cộng Hòa đứng lên và bảo chúng tôi vẫn tự coi chúng tôi là đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Thì nhiều người bảo cái đó thì khó tin lắm. Nhưng mà chúng ta trở về ngay lịch sử đất thế giới một cách rất là rõ ràng. Khi mà nước Pháp vào năm tháng 6 năm 1940 đầu hàng ông Hitler, thì ai là người đứng ra bảo rằng là tôi đại diện cho nước Pháp tự do? Một ông tướng, ông De Gaulle, ông đứng lên bảo tôi đại diện cho nước Pháp tự do. Và ai tin tôi thì đi về với chúng tôi. Tức là cái quyền đó nó không bị, nó vẫn có được cái sự tiếp nối và nó không bị mất hẳn. Nó có thể nó bị gián đoạn một thời gian nhưng mà nó không bất hạnh. Nếu mà vẫn còn có cái ý chí của người dân Việt Nam Cộng Hòa rằng là chúng tôi bảo vệ cái chủ quyền của chúng tôi dựa lên trên 5 cái hiệp định quốc tế mà không ai có thể phủ nhận được. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn giáo sư Bích đã cho chúng tôi biết một số những cái sinh hoạt của các đoàn thể người Việt quốc gia. Và giáo sư có nghĩ rằng thì là chúng ta là cùng chung một cái mục tiêu là chống cộng sản xâm lược, cộng sản nói chung á, tức là cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng á. Đó, thì nói chung như vậy thì chúng ta cùng một mục tiêu, nhưng mà cái cách mà gọi là tranh đấu thì chúng ta đoàn kết ở trong mục tiêu, nhưng mà các đoàn thể có những cách tranh đấu khác nhau. Và mỗi một đoàn thể có một cách, có một công thức hay là có một đường lối tranh đấu khác nhau, thì nó hữu hiệu hơn là cái chuyện mà gọi là cứ bắt buộc mà mọi người phải đi theo hướng này hoặc là phải đi theo hướng kia. Thì giáo sư nghĩ cái điều đó có đúng hay không? Tôi nghĩ là hoàn toàn, nhất là đặc biệt là cái câu Việt Nam mà gọi là quốc gia hưng vong thất phù hữu trách. Thất phù hữu trách là không có phải nghĩa là cái ông đảng này hay là cái ông đảng kia mới có cái trách nhiệm mà cứu nước, mà bất cứ người nào là công dân của cái nước đó, nghĩ là công dân của cái nước đó, thì người đó phải có cái trách nhiệm làm sao mà gọi là bảo toàn cái sự độc lập của cái quốc gia. Vâng, tôi muốn nói là cái cách cứu nước của mỗi người ở mỗi vị thế và mỗi hoàn cảnh, người ta ứng dụng theo cái phương tiện của họ khác nhau, chứ không phải là do một ông gọi là hay do một đảng phái nào nhất định cứ buộc gọi là đấu thầu cái việc mà chống cộng. Vâng, không thì tôi nói đó, nó như vậy đó. Mỗi một tổ chức, mỗi một đảng phái, mỗi một công dân, người phụ nữ, ví dụ như là cái bà Lê Thị Thuất Mai đó, bà ấy chống tàu Trung Cộng dưới cái hình thức của bà bằng cách tự thiêu, cũng như là biết bao nhiêu là các sư sãi Tây Tạng họ tự thiêu. Đó là một hình thức chống cộng mà tôi cho rằng lịch sử của đất nước sẽ ghi nhận những cái hình thức đó. Tôi cho rằng bây giờ mình phải đặt một người Việt Nam bình thường ở trong nước mình thôi. Một đảng thì bây giờ nếu mà đi ra đứng chống Trung Cộng nhưng mà cầm một cái cờ rách, tức là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng mà đi chống lại Trung Cộng, thì nó không có thuyết phục được ai cả. Cùng một người đó, thế bây giờ ít nhất cầm cái cờ Việt Nam Cộng Hòa với lại 5 cái hiệp định quốc tế mà không ai có thể phủ nhận được cả đi ra, thì cái cờ đó là cái cờ nó có nhiều khả năng nó thành công hơn là cái cờ mà rách tươm bươm kia chứ. Vâng, vâng, xin chúng tôi xin thành thật cảm ơn giáo sư Bích đã cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn hết sức là hữu ích về cái vai trò lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Vai trò đó là đã bảo vệ đất nước, giữ được chủ quyền đất nước từ hai thời đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa. Xin cảm ơn giáo sư. Dạ vâng.